em xin cảm ơn. Chính cái anh đã cứu mạng em. Cái thằng nhóc này. Thôi thôi, thằng nhóc cảm ơn thôi mà. Bởi vì em yêu thương. Rõ ràng từ trước tới giờ ta vẫn đối xử tàn nhẫn với mày nè. Mặt mới gì mày bám theo tay da như đĩa vậy? Bởi vì em không còn ai để tin tưởng á. Vậy thôi nha, tôi biết Luffy là một đứa tính khí thất thường, nhưng mà mọi người hãy chiếu cố tới nó. Có một đứa em trai bồng bột như vậy, làm gà đương nhiên phải lo. Trong mắt mọi người có lẽ đây là một đứa tính khí thất thường, nhưng hãy chiếu cố nó. Âm thầm rằng mình sẽ đôi vai gầy, và trên con đường em đi tuy đã xa. Tựa thân anh này em ơi, lạnh hơi ấm nhất trên đời, vết thế nào cũng không làm bút tim em.